Xin chào các bạn, mình là Ngô Vinh Data. Khi mình mới tìm hiểu về ngành Data Science thì cái cảm giác đầu tiên của mình đấy là có quá nhiều thông tin không thống nhất. Chính vì vậy, mình muốn làm một chuỗi các video về ngành Data Science để giúp cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về ngành này nhé. Trong video đầu tiên này, mình sẽ chia sẻ với các bạn tổng quan về ngành Data Science để giúp cho mọi người có cái bức tranh toàn cảnh. Đầu tiên, chúng ta hãy xuất phát từ định nghĩa của Data Science là gì. Ngành Data Science là ngành khoa học nghiên cứu về dữ liệu, từ đó trích xuất ra những insight nhằm đưa ra những quyết định trong kinh doanh. Có 3 keyword rất là quan trọng mà các bạn cần phải nhớ, đấy là data, insight và action. Có 3 mảnh ghép quan trọng trong ngành data science. Số 1 đấy là computer science, số 2 đấy là business và số 3 đấy là toán. Điều này không có nghĩa là các bạn phải giỏi cả 3 mảnh ghép thì chúng ta mới có thể làm được công việc trong ngành data science. Trên thực tế thì không có ai có thể giỏi cả 3 mảnh ghép này được. Chính vì vậy trong ngành sẽ có nhiều các vị trí khác nhau và mỗi một vị trí thì sẽ chuyên sâu vào một cái mảng nào đấy và mọi người sẽ hợp tác cùng với nhau. Trong ngành thường có 3 title phổ biến, đấy là Data Engineer, Data Analyst và Data Scientist. Các bạn Data Engineer thì rất mạnh về Computer Science, còn các bạn Data Analyst thì thiên về Business, còn các bạn Data Scientist thì tập trung nhiều vào toán và mô hình. Hiển nhiên, mỗi vị trí cũng cần phải biết về các vòng tròn còn lại. Mình lấy ví dụ, mình làm Data Analyst thì cái thế mạnh lớn nhất của mình chính là về Business. Tuy nhiên thì mình cũng cần phải biết coding này, mình cũng phải biết về toán cũng như statistics. Nhưng chắc chắn về coding thì mình không thể giỏi bằng các bạn data engineer, hay về toán thì mình sẽ không có sâu bằng các bạn làm data scientist. Vậy câu hỏi kế tiếp là các bạn DA, DE, DS sẽ phối hợp với nhau như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng nhìn vào 4 bài toán trong ngành data science. Nó bao gồm descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics và prescriptive analytics. Bài toán Descriptive Analytics là bài toán phân tích mô tả giúp cho chúng ta có thể quan sát được business đang vận hành như thế nào. Nó mô tả lại những cái gì đã diễn ra trong quá khứ. Bài toán Diagnostic Analytics là bài toán trả lời cho câu hỏi Why Something Happened. Và đây chính là hai bài toán chính của các bạn làm Data Analyst. Với các bạn làm Data Scientist thì các bạn sẽ tập trung nhiều vào bài toán Predictive Analysis và bài toán Prescriptive Analysis. Đây là hai bài toán rất là nặng về toán và mô hình. Tự chung lại, các bạn Data Engineer là các bạn thu thập và xử lý dữ liệu thô và là người cung cấp dữ liệu đầu vào cho các bạn Data Analyst và Data Scientist. Mình hy vọng với video này sẽ giúp cho các bạn có cái bức tranh tổng quan về ngành Data Science. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè xung quanh, những người đang tìm hiểu về ngành Data Science. Ngoài ra, thuật toán của YouTube ưu tiên cho những video nhiều like. Nên nếu các bạn cảm thấy thích video này thì mọi người hãy bấm nút like phía dưới nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn. Hẹn các bạn trong những video kế tiếp.